Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bước Phukaracha và chi tiết hơn nữa trong các thời điểm khó nhất với chúng ta là thời điểm 41. Ok, thì Phukaracha trong bước đầu tiên khi chuẩn bị chúng ta xuất phát ấy, chúng ta bao giờ cũng phải có thói quen là sử dụng and to. Chúng ta hip forward 45 độ phía trước, rồi sau đó turn ra đằng sau, tiếp tục hip forward 45 độ phía trước, turn thì chúng ta thu chân trụ về. Ok, rồi tiếp tục nén chân xuống. Rồi, chân cho trong tâm mình, nó chắc chân được thẳng chân gối. Rồi, mở hông tiếp. Rồi, forward hông lên. Xoay. Đây. Thì tương tự khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ đến như sau này. Tương tự, forward and two. And turn. Three, forward and turn thì thu chân lại. Four thì chúng ta thẳng chân là thời điểm của step không thôi. Rồi, and chúng ta mở thêm hông ra đằng sau. Rồi, one, đưa hông mình về phía trước. Rồi, and chúng ta xoay. Rất là rõ ràng như thế nhỉ. 2, and 3, and 4, and 1, twist. 2, and 3, and 4, and 1, turn. 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, 1, 1, turn. 2, and 3, and 4, 1, 1, twist. Ok. Thì khi chúng ta ghép vào thì đấy mọi người hãy cố gắng làm sao liền. Ở cái 4 and 1 là mình phải làm liền. Thì nó mới tạo ra cái góc cho chúng ta nhảy nó liên tục chỗ này để nó chuyển hit. Ok. Và một điều quan trọng thứ hai là khi chúng ta nhảy là cái việc mà thả lỏng hip xuống á, là nó phải rất là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên ở chỗ này. 2 and tức người mình thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng. Thả lỏng, rồi sau đó chúng ta xoay. Thả lỏng sẽ tự dẫn chân về, thả lỏng sẽ tự thu. Okay. Thả lỏng, xoay, thả lỏng, turn, thả lỏng, forward. 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3, 4, 1, turn. Ok, đây là những điều quan trọng trong cái Phukaracha. Hy vọng chúng ta sẽ tập được tốt như này.